Chào mừng bà con đến với kênh phân bón nông nghiệp Việt. Kính thưa bà con, hiện nay bưởi là loại trái cây được thị trường ưa chuộng. Vì thế, diện tích trồng bưởi ngày càng mở rộng. Tuy nhiên, muốn vườn bưởi đạt năng suất và chất lượng, đòi hỏi nông dân phải biết cách chăm sóc hợp lý, đúng kỹ thuật, nếu không sẽ dẫn đến tình trạng trái bị méo mó, da sần sùi, nám trái, xì mủ, vỏ dày, nứt trái, chất lượng kém, trái bị khô, ít ngọt. Và để khắc phục được những vấn đề trên, bà con cần cung cấp đầy đủ và cân đối chất dinh dưỡng cho cây trồng, đồng thời quản lý tốt một số con trùng gây hại nhất là trong giai đoạn mang trái. Ngày hôm nay, em xin giới thiệu đến bà con sản phẩm chuyên dùng cho bưởi, Mapfruit chiên bưởi của công ty phân bón nông nghiệp Việt. Mapfruit chiên bưởi với công dụng giúp trái lớn nhanh, mẫu mã đẹp, cuống trái dẻo dai, trái bóng đẹp, nặng cân, ngon ngọt, hạn chế hiệu quả các hiện tượng thối trái, đen hột, bụng ruột, dị dạng, nứt nẻ, chảy nhựa, giúp cây không bị hư hại hay suy kiệt khi nuôi nhiều trái, tăng hấp thụ chất dinh dưỡng, tăng sức đề kháng, tăng chất lượng nông sản, kéo dài thời gian tồn trữ, hạn chế hiện tượng rụng hoa và trái non. Về cách sử dụng, bà con pha 1-3ml cho 1 lít nước, tương đương với 25-75ml cho bình 25 lít nước. Và để đạt hiệu quả tốt nhất, bà con lắc đều trước khi sử dụng và mình sử dụng vào sáng sớm hoặc là chiều mát nhé. Sản phẩm thích hợp sử dụng cho cả phun lá và tưới gốc. Hiện nay, Mapfruit chuyên bưởi có giá là 110.000 đồng chai 1 lít và bên em bao phí vận chuyển khi bà con mua từ 3 chai. Ngoài ra, bà con sẽ nhận được những phần quà hấp dẫn như Humic cao cấp gói 500g, siêu dưỡng chai 500ml và Simeca hũ 100g. Để biết thêm nhiều thông tin cũng như chi tiết về sản phẩm, bà con vui lòng liên hệ về hotline 0915 283 028. Đội ngũ nhân viên nông nghiệp Việt luôn tận tình hỗ trợ bà con. Bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại bà con trong những video sắp tới.